Tối hôm qua thì anh Tùng đã có cái sự đề nghị là nhất tập một vài cái đoàn hệ thống cấp cao, tức là những đoàn cặp cổ hay là những đoàn đánh tương đối cao. Thì hôm nay thì tập một vài đoàn cặp cổ để làm sao kiểm tra thì sẽ có được cái phù hợp kỹ năng có thể ứng dụng được. Đây là một vài đoàn chân ở trong cái môn phái của Việt Nam, hệ thống cấp cao của môn phái của Việt Nam. Để thực hiện đòn chân á, thì Nhất sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình tập tiếp đất. Đây là cách mà để khi mình bay đòn chân xong á, mình té xuống một cách an toàn. Bước 2 là mình tập chậm. Sau khi bước 1, bước 2 thành thạo rồi, mình bước thứ 3 thì mình bay lên luôn. Nó từng nhịp như 1, 2, 3. Đó. Khi mình quen rồi thì mình nâng độ khó lên một xíu. Là từ đây mình ngã xuống luôn. Trên cao ngã xuống, đừng để bụng chậm thở. Hít hơi sâu vào, hít hơi vào. 2, nín hơi, đi, 3. Đảm thảm. Đó. Bây giờ mình cũng ngã xuống nhưng hai chân bắt chéo lại thế này. 1, 2, 3. Chéo, chéo chân, đưa chân trái lên chân phải. Rồi bắt đầu, có hai tay lên. Mình xoay một vòng, vẫn dốc chéo chân, hít chắc lên. Thả một tay. Nín hơi. Rồi, lăn một vòng. Lăn tròn. Lăn một vòng nữa, hít chắc lên. Chắc lên. Rồi. Bỏ một tay phải trái ra. Đúng rồi, giai đoạn thứ hai. Mời lợi là chúng ta đá cạnh giảm đà chân trái cách bạn một khoảng 10 bước chân, cách khoảng 10 bước chân, nâng chân phải lên, móc chân vào cổ bạn. Thì bên này sẽ hỗ trợ mình bằng cách chúng ta nâng đây để giảm được rơi xuống. 2, tung người lên, khi chân lên cao chúng ta chồm tay xuống phía đất liền. 2. Rồi 3, đi hết, xoay một vòng tròn, lăn, hít đất, nâng tay chém bụng, kết thúc rồi. Giảm đà, ngửa lòng bàn chân một xíu. Đá cạnh chân phải lên. Rồi. Đúng rồi. Móc tung chân hai chân. Tung người lên. Móc tung chân, đung chân. Móc chân lại, đan lại. Rồi, lăn một vòng. Hai vai trái, lăn, mạnh. Chộm lên, chộm người lên. Kết thúc. Tôi thấy là duy nhất rất thích thú cái đòn cao cấp hơn, tức là đòn bay. Khi chúng ta hở bộ nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ dễ bị đối phương đánh. Đòn bay đó là chúng ta đã bay, là chúng ta đã hở bộ rồi. Thì cái đòn đó là đòn tuyệt chiêu, nên phải học tới tuyệt kỹ và nhuần nhuyễn để chúng ta knock out được địch thủ. Thì nếu mà duy nhất học được cái đòn này kèm theo những cái thế đánh tấn công bằng chỏ, bằng gối thì tôi nghĩ là duy nhất sẽ đạt được cái đẳng cấp cao hơn. Khi Nhất được đến với tổ đường Vô Vi Nam thì khi mà từ những cái kỹ thuật cơ bản ban đầu thầy Sen đã hướng dẫn cho Nhất, và qua đó thì huấn luyện viên Long cũng như là anh Lợi đã hướng dẫn những cái kỹ thuật đánh gạt đỡ cũng như là những cái đặc trưng của môn Vô Vi Nam, và đặc biệt đó là cái đòn đòn bay kẹp cổ. Thì đó là một cái đòn mà Nhất rất là thích, đây cũng là cái đòn mà đặc trưng nhất của môn Vô Vi Nam. Trong quá trình tập luyện cái bài này thì Nhất đã tập trung cao độ hết sức mình, vì mình yêu thích nó nên mình đã cố gắng tập luyện nó để có thể nắm bắt được cái kỹ thuật đòn chân kẹp cổ của Vô Vi Nam. Thời gian mà Nhất tập cái ở đây thì đánh giá khả năng cái trình độ tới đâu để cho thầy biết, để tùy nghi tình hình sắp xếp cái chương trình huấn luyện. Dạ, báo cáo thầy là trong thời gian vừa rồi thì Nhất rất là cố gắng tập luyện. Nhờ có kỹ năng cơ bản trước về võ cổ truyền của môn Thái nên Nhất học rất là nhanh. Nhưng mà về những cái thế tấn đặc trưng hay là những cái điều tinh tế trong kỹ thuật Vô Nam thì Nhất vẫn chưa có sự nắm bắt kịp. Theo cái chương trình bình thường á, các môn sinh học hết chương trình huấn luyện này thì sẽ tham gia một kỳ thi kiểm tra để đánh giá cái chương trình đạt tới đâu. Thì trường hợp của Nhất này cũng đặc biệt, thì cái chương trình tập luyện của Nhất và cái điều như em đã báo cáo thì như thế có đủ khả năng mở một cái đợt trình diễn này hay không? Nói chung là với khả năng của Nhất thì khá được, thì em sẽ cố gắng hỗ trợ Nhất để làm sao hoàn thiện tốt để buổi đó kiểm tra nó suôn sẻ.
Ngày kiểm tra kết quả đang đến gần, khả năng tiếp thu môn Vô Vi Nam của Duy Nhất lúc này cũng đã tiến triển hơn nhiều. Trải qua những ngày luyện tập những cái đòn thế cũng như là những cái kỹ thuật của môn Vô Vi Nam, và giờ đây trong con người của Nhất cũng đã có chảy một ít dòng máu của Vô Vi Nam. Hôm nay chúng ta cũng có một cái sự tiếp đón là anh Tùng và Nguyễn Trần Duy Nhất trên cái quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để phát triển cái con đường võ học. Thì anh Tùng và anh Trần Duy Nhất đã đến và tập Vô Vi Nam một cái thời gian. Chúng ta cho một tràng pháo tay để hoan nghênh. Đầu tiên cho con xin phép được cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho con và chú Tùng có cơ hội đến gần hơn với Vô Vi Nam, học hiểu rõ hơn về cái bản sắc võ thuật của dân tộc Việt Nam mình. Cho con một lần nữa xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì Nhất sẽ thực hiện lại những cái kỹ thuật mà huấn luyện viên đã hướng dẫn cho Nhất. Thì cũng cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà bản thân Nhất là một người tập luyện võ nên là rất là hào hứng và sẽ cố gắng hết sức mình của mình để có thể không làm phụ lòng của các thầy. Theo như sự chia sẻ của võ sư Nguyễn Văn Sen, bài kiểm tra dành cho Duy Nhất ngày hôm nay sẽ có hai vòng. Vòng 1 là về chuyên môn và vòng 2 là về đối kháng. Về bên thi kỹ thuật thì cơ bản Duy Nhất cũng nắm được một số các yếu tố chính trong đòn cơ bản qua những cái đòn phản thế bằng đòn tay, đồng thời vũ khí bằng kiếm và cuối cùng là cái đòn chân. Thì nói chung là đánh được so với những cái ngày tập đã qua đó thì có phần kém hơn. Có thể là do cái dùng sức quá nhiều, và thứ hai là khi thi thì tất nhiên là bị áp lực về tinh thần. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là cái bài quyền thì phải đi lần thứ hai mới đạt. Ở trong cuộc thi cho phép được thi được 3 lần. Tức là nếu mình quên thì mình được quyền thi 3 lần. Thì lần thứ 3 mà không đạt được thì là coi như là không đủ. Nhưng mà lần thứ 2 đã đạt được. So với cái thời gian học đời trước thì các phần thể hiện ra là có một cái sự tiến bộ hơn. Về phần thi thứ 2 là phần thi đối kháng. Thì phần thi này có đánh giá trong vòng 1 phút. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải áp dụng được kỹ thuật Vô Vi Nam mới được tính là cái số điểm thắng. Nghiêm lễ, lễ, xin đôi nhau, nghiêm lễ, lễ, thái thủ, đúng.
Im. Im đấy. Đấy. Im đấy. Đấy. Xin lỗi nhau. Ôm nhau. Sau trận đấu của Nhất và em Toại thì chúng ta cũng thấy rằng Nhất là do kỹ năng tập nhiều môn võ, do kỹ năng là cái phát đòn rất là tốt nhưng ít có thể hiện cái kỹ thuật của Vô Việt Nam. Cái quan trọng trong đối kháng Vô Việt Nam là phải thực hiện được những kỹ thuật trong Vô Việt Nam. Qua cái cuộc soi gương hôm nay thì có đánh giá được 6 phần là của Nhất và 4 phần là của Toại. Sau những ngày phút tập luyện đây rồi thì chúng ta phải chia tay để mỗi người về mỗi việc trong xã hội. Võ học là biển lớn, học bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà với tinh thần Vô Việt Nam đó là con người ta sống trong sạch, cao thượng. Để làm gì? Để giúp ích cho đời, để đạt tới cao độ của nghệ thuật, để phục vụ dân tộc và nhân loại. Hai cái sống và cái phục vụ đó là cái điều rất tốt.